Hello mọi người, chúng ta cùng đến với trận chung kết đôi nam nữ lứa tuổi dưới 18, lứa tuổi học sinh cấp 3, giải cầu lông học sinh sinh viên tranh cúp báo tuổi trẻ thủ đô. Điểm số 83. Phát cầu ngắn đội điểm 48. Và nội dung đôi nam dưới 18, các vận động viên chuẩn bị. Trên sân số 1 ở giúp đôi nam dưới 18, Linh Tài của Trung học phổ thông Nguyễn Trãi gặp anh Nam Trung học phổ thông Trung Văn về sân số 1 thi đấu. Trên sân số 4 ở nội dung đôi nam dưới 18, Nghĩa Đức của Trung học phổ thông Thạch Thất gặp Hiếu Hưng Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nó lùi thì nó phản. Đánh chéo là được. Lên cá thì không.